À, xin lỗi các bạn nhé, tớ đang có cái khách hàng gặp mà hỏi về vấn đề phần mềm. À, bây giờ chúng ta kết chuyển số liệu như này. À, Cường ơi, em lấy số liệu của lấy số điện thoại đi, liên lạc có gì hỗ trợ nhé. À, ở đây các bạn, bây giờ các bạn nhìn thấy này, trong này có cái phần tài khoản kết chuyển. Cái phần này nó rất là quan trọng. Đức ơi, em liên lạc với bồ công anh này, xin số điện thoại gọi lại cho họ nhá. Cài đặt xong rồi nó tạo dữ liệu. À, đây các bạn nhá, chúng ta nhìn thấy này, tại sao chúng tôi lại phải sửa lại cái phần tài khoản chi phí, do ở trong này các bạn nhá, nhìn này, cái hệ thống tài khoản này, các bạn nhìn hệ thống tài khoản nhá. Lúc nãy là có một bạn comment cho tôi là làm cả sản xuất cả xây dựng, thế thì các bạn nhìn thấy cái mô hình mà bọn tôi phân tích nhá, ở đây có một tài khoản 154 nó dành để tập hợp cho chi phí, sản xuất sản phẩm, và một phần là tập hợp cho chi phí sản xuất dở dang dịch vụ. Dịch vụ chính là công trình các bạn nhá. Cái lĩnh vực công trình là cái lĩnh vực mà chúng ta làm, nó là loại gọi là dịch vụ xây lắp. Cảm ơn các bạn, tớ có việc bận tí mà các bạn vẫn vẫn theo dõi, thế là tớ rất cảm ơn. Thế nên là ở đây chúng ta sẽ phải tạo các cái bút toán kết chuyển theo cụ thể. Sau khi làm xong cái phần xây dựng ấy thì chúng ta sẽ phải bóc tách lại cái tài khoản 621 này này, là chia ra hai tài khoản là phần sản xuất và phần xây dựng riêng nha các bạn. Thế ở đây chúng ta nhìn thấy một cái bút toán kết chuyển đây. Các bạn nhìn thấy này, chúng ta ghi cái chuyển từ tài khoản 621 về đến tài khoản 154, ở đây phải là 1542 các bạn nhé. Và kết chuyển bên nợ của tài khoản 621, và đây là loại kết chuyển chi phí. Vậy ở đây chúng tôi đã khai báo sẵn từ 621 cho đến 154. Thế bây giờ chúng ta thực hiện kết chuyển như sau. Kết chuyển chi phí này vào phần giá thành công trình xây lắp này, kết chuyển chi phí nhá. Ở đây chúng ta, à lúc nãy là tôi có một cái phiếu xuất, thì tôi nhớ không nhầm thì có một cái phiếu xuất mà tôi ghi vào ngày, vào tháng 9. Chúng ta sửa lại vào tháng 1 đi nhá, làm tháng 1 cho nó trong một tháng thôi. Số liệu là một tháng bỏ ghi này, chúng ta chọn sửa này. Rồi ok, ở đây chúng ta sửa thành 31 tháng 1 đi nhá. Đấy. Rồi. Ở đây chúng ta chạy kết chuyển chi phí này. Các bạn nhìn thấy nhá. Chúng ta kích chuột phải vào thêm mới này. Đấy, chúng ta kết chuyển đây là đến 31 tháng 1 đi. 31 tháng 1 nhá, ngày chứng từ ngày ghi sổ đây các bạn nhìn thấy không? Chưa bao giờ là nắm kiểu thư ạ. Các bạn xem tiếp này, nhìn nhá, nhìn cho rõ này. Trong quá trình làm xuất dữ liệu ấy, xuất xuất nguyên vật liệu thì các bạn nhìn thấy là có 296 triệu là của công trình này và 243 triệu là của công trình này. Trong khi đó chi phí nhân công trực tiếp có 7 triệu 2 này là chi phí nhân công và đi vào công trình số 02. Các bạn nhìn thấy tại sao tôi lại không đưa vào đây là cả công trình cái nhân công rồi lại cả công trình 01, 03 mà ở đây lại là 02.
Cái mục đích của tôi là để sau tôi khi tôi phân bổ cái chi phí thì các bạn sẽ nhìn thấy được là tôi phân bổ như cách như nào. Đấy, thế ở đây là cái khoản mục chi phí là nhân công trực tiếp này. Thì cái này sẽ phân bổ các bạn nhá, 622 này sẽ phân bổ này. À, cái 627 này sẽ phân bổ, 627 này sẽ phân bổ và 627 này sẽ đi trực tiếp vào công trình. Ok các bạn nhá. Rồi các bạn nhìn thấy không, các bạn chọn lưu này. Rồi ok, các bạn đã làm xong chứng từ kết chuyển. Nó rất đơn giản đúng không? Bây giờ này, chúng ta xem bảng cân đối phát sinh nhá. Nó nhanh nhưng mà các bạn cứ bảo phần mềm tớ chạy chậm, thực ra rất là nhanh. Rồi cái máy của tớ là Core i5 nhưng nó đợt đời đầu. Core i5 nhưng nó có 4 nhân thôi nhá. Thế ở đây các bạn nhìn thấy này, từ cái tài khoản chi phí 621 cho đến 627 nó được kết chuyển vào 154 hết rồi. Nhưng ở đây ý, thì cái vấn đề nó nằm ở chỗ là tổng tài khoản 154 nhá. Tổng tài khoản 154 là 659.305.000. Chúng ta xem bảng giá thành nhé. Các bạn nhìn thấy không? Nhỏ hơn nhé các bạn, nhỏ hơn tổng phát sinh nợ trên bảng phát sinh nợ 1542 trên bảng cân đối phát sinh. Rồi ok đúng không? Tớ còn quên cái gì nhỉ? Tớ còn quên cái tài sản. Tớ còn quên cái phần tài sản. Tớ còn quên cái phần tài sản. Chưa phần chưa tính khấu hao. Phần tài sản này chưa tính khấu hao. Đây đang trắng tinh à, các bạn nha, chúng ta phân tích một tí về phân tích một chút về tài sản cố định. Rồi ok, trong tài sản có máy xúc và máy vi tính à. Thứ nhất này, cái máy xúc trong tháng 1 nó chỉ phục vụ hai công trình đấy, trong khi công ty đang thi công 3 công trình. Vậy phân bổ thế nào? Đấy mới là vấn đề, các bạn nhìn thấy không? Cái này là cái mà rất nhiều bạn làm kế toán xây dựng mà cứ toàn bộ khấu hao chia đều cho các công trình. Cái này sai các bạn nhá. Bây giờ chúng ta xem nhá. Nghiệp vụ này, tài sản cố định này, bảng hệ số phân bổ tài sản. Cái này rất quan trọng. Trong tháng 1 ông máy xúc ông làm có này, phân bổ chi phí máy xúc
cho công trình. Hả? 6 dê dê. Chúng ta áp dụng từ ngày mùng 1 tháng 1 nhá, đến 31 tháng 1. Đây. 31 tháng 1, cái khấu hao số tương tự số này là 01 đi. Thế các bạn nhìn thấy ở đây là cái gì? Cái máy xúc này. Ở đây các bạn lưu ý nhá, nó phục vụ hai công trình. Nó phục vụ hai công trình nhưng mà chúng ta chỉ áp dụng là trong tháng 1 thì nó có hai công trình thôi. Thế ở đây cái đối tượng tập hợp chi phí là công trình 01 và công trình 02. Thằng này nó làm được 15 ca máy cho cái này, thằng này làm được 12 ca máy. Khoản mục chi phí nó là chi phí chung. Các bạn sẽ nhìn thấy ở trong này, các bạn để ý đi, nhìn thấy đi. Nhưng mà các bạn rời bỏ khỏi màn hình là lại không biết là nó như nào đâu. Tính khấu hao này, các bạn nhìn thấy nhá. Chúng ta tính không? Thêm này. Đấy. Rồi ok, các bạn chọn đồng ý này. Thấy chưa? À, cái tài sản này xem, kiểm tra lại cái tài sản này, khai báo vào ngày nào nhá. Tài sản này chúng ta làm tí, kiểm tra lại tí. Đây. Không nhìn thấy cái tài sản này là do nó phát sinh từ mùng 1 tháng 2 các bạn nhé. Mùng 1 tháng 2 thành ra là nó cái tháng 1 chúng ta không thấy. Chúng ta đổi tra nó thành 2016 nó dễ làm đúng không? Nó chuyển nó sang trạng thái. Đấy. Giá trị hao mòn lũy kế ở đây cứ cho là khấu hao 100 triệu rồi đi. 120 triệu đi. Ok các bạn này, nhìn thông tin chung đây, trạng thái mua đang dùng. Ok, chúng ta chọn lưu. Và bây giờ chúng ta sẽ dành khấu hao này. Tháng 1. Bây giờ thì chắc là ổn, nó không vấn đề gì. Các bạn nhìn thấy không? Cái giá trị khấu hao của cái tài sản này nó được định khoản như này. Đấy, và đồng thời cái việc nó chia tỷ lệ khấu hao cho hai thằng này theo ca máy, cho hai công trình luôn. Bạn nhìn thấy không? Nó rất rõ ràng cho các bạn này. Tài sản cố định rất rõ ràng cho các bạn trong việc phân bổ giá trị khấu hao. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Thế sau khi chúng ta lưu lại nhá, chúng ta sẽ kết chuyển lại cái phần này, kết chuyển chi phí. Ok, các bạn chọn bỏ ghi, các bạn xóa đi. Sau khi có thêm chi phí các bạn, 359 triệu, các bạn phải đã có thêm chi phí thì các bạn phải làm lại nhá. 31 tháng 1 rồi. Ok, các bạn nhìn thấy này, ở đây nó phát sinh thêm mấy cái khoản này. Đấy, hai cái thằng này là nó khấu hao của cái máy xúc. Và ở đây khi kết chuyển thì nó đã cụ thể cho mình về công trình nào đó luôn. Có bạn Phạm Ngọc Thành ấy. Đấy, bạn đấy rất là nhiệt tình. Cảm ơn bạn nhá. Lúc nãy mình có 5 phút có khách hàng mà đến tận công ty. Đấy, các bạn nó lưu này. Thế chúng ta sẽ nhìn thấy là sự khác biệt giữa cái chi phí này. Tổng tài khoản 154 lúc này đã tăng lên 5 triệu nữa, đúng không? Là 665.999.444. Rồi ok. Trong bảng giá thành nhá. Phân tích này. Rồi ở đây chúng ta phân tích giá thành công trình, chúng ta đánh vào đây là nó hiện lên thôi nhá. Nó lọc auto filter. Các bạn. Đây các bạn nhìn thấy không?
365 triệu 99 44 mà ở đây được lợi 300 có 55 ở đây. Đây tức là có một phần chi phí mà nó cụ thể là trong công trình. Nó không cụ thể trong công trình. Chúng ta vào báo cáo quản trị chúng ta kiểm tra như các bạn cho các bạn nhìn thấy rõ nhá. Tháng 1 này. Tài khoản 154 này. Đấy, các bạn chọn đồng ý này. Làm một tí về báo cáo quản trị luôn các bạn nhá. Đây, chúng ta bắt đầu bỏ bớt đi. Kích chuột phải ẩn hiện cột này. Bỏ bớt mã đối tượng, tên đối tượng, mã thống kê, tên thống kê bỏ hết đi. Khoản mục rồi ok, nhân viên cũng bỏ luôn, số hợp đồng bỏ luôn, tên hợp đồng, tài khoản ngân hàng, loại ngân hàng. Loại tiền này, ngày ghi sổ để nguyên, loại chứng từ hóa đơn dịch vụ, số hóa đơn bỏ. Loại chứng từ diễn giải nội dung phát sinh nợ ngoại tệ, phát sinh có ngoại tệ. Số dư chả cần. Nhưng các bạn chỉ cần xem cái các bạn nhìn thấy luôn. Đấy, nó gộp lại cho các bạn nhìn thấy này, số dư đầu kỳ nhá. Ở đây chúng ta chọn luôn bỏ. Bỏ cái phần số dư này đi. Đấy, các bạn này là đóng này. Ok, ở đây chúng ta lọc hai cái này thôi. Thế chúng ta sẽ nhìn thấy là gì? Các bạn nhìn thấy này, cái cột này này. So với tài khoản 154 nó có 3 dòng này. Là 3 dòng chưa cụ thể của công trình nào, cái đối tượng tập hợp chi phí ngay cột đầu tiên này các bạn nhìn thấy không? Nó là cụ thể luôn. Sao lại vẫn có người đang xem ấy nhỉ? Sao lại báo là đường truyền? Đấy, bình thường mà nhờ. Thế thì ở đây là 665 triệu này. Nhưng mà có 3 cái này nó chưa cụ thể công trình. 3 cái này chúng ta sẽ phân bổ các bạn nhá. Nó các cái chi phí phân bổ thì như nhau thôi. Bây giờ chúng ta phân bổ này. Giá thành công trình, phân bổ. Đấy, cái này rất quan trọng các bạn ấy nhỉ. Ở đây chúng ta lại có một cái là các bạn làm ở đây thì chúng ta lấy tài khoản 1542 nhá, phân tích cụ thể cho tài khoản này, phân bổ cho công trình này. Đầu tiên lấy chi phí nhân công trực tiếp này. Các bạn kích chuột lấy số liệu. Đấy, có 775.000. Thế bây giờ các bạn phân bổ cho công trình là như nào? Các bạn phân bổ vì có 3 công trình mà lại có 2 công trình phát sinh nguyên vật liệu nhưng có 1 công trình không phát sinh nguyên vật liệu. Ở đây chúng ta chọn chi phí trực tiếp, có nghĩa là nó phân bổ cho tất cả. Các bạn có hiểu chỗ này không? Cái tổng chi phí trực tiếp này là nó phân bổ cho tổng tất cả chi phí đã trực tiếp công trình. Ví dụ như ở đây các bạn chọn nguyên vật liệu ấy, thì các bạn phân bổ thì nó chỉ có 2 công trình thôi, nhìn thấy không? Vì có 2 thằng có phát sinh nguyên vật liệu. Trong khi đấy cái thằng số 02 này ấy, thì nó lại phát sinh nhân công. Ví dụ các bạn chọn nhân công và phân bổ thì có mỗi thằng này có. Vậy ở đây chúng ta chọn chi phí trực tiếp có nghĩa là nó phân bổ đều theo tỷ lệ. Bạn nhìn thấy nó thực sự hiệu quả không? Ở đây chúng ta chọn lưu này. Đấy, chúng ta chọn thêm mới một cái nữa đấy nhá. Bây giờ chúng ta phân bổ cái 6154 nhưng mà lại chi phí chung. Ở đây các bạn ấn lấy số tiền phân bổ, nó là tổng là 10 triệu nhá. Phân bổ theo chi phí trực tiếp nhá. Ấn nút luôn, chọn lưu luôn. Bạn nhìn thấy ok, đã xong 2 chứng từ phân bổ. Thế bây giờ chúng ta vào xem giá thành công trình này. Các bạn nhìn thấy là tổng này. Nhá. Sau khi phân bổ các chi phí phí còn lại cho công trình thì tổng chi phí đã bằng tổng phát sinh 1542 trong bảng cân đối phát sinh
Rồi, ok các bạn nhìn thấy không? Nó đã bằng nhau rồi. Đấy, ngon rồi đúng không? Cái máy thi công này thì cũng nói như chi phí chung thôi, các bạn làm mà tôi lấy ví dụ cái thời gian lever trực tiếp là nó không không dài dài quá các bạn chán không muốn xem. Đúng không? Đang xem thì sếp gọi mày làm cho anh cái này cái, mày làm cho chị cái này cái lại lại bỏ dở đúng không? Ở đây chúng ta thấy tổng chi phí là chính xác rồi. Bây giờ thế vấn đề của chúng ta là làm gì nữa? Khai báo mẫu số hóa đơn để làm một cái hóa đơn công trình đúng không? Hóa đơn công trình như này. Rồi ok, đây đã có rồi đúng không? Làm bán hàng này. Rồi chúng ta chọn bán hàng này. Đây đã có sẵn một cái chứng từ hóa đơn bán hàng rồi. Một cái hóa đơn công trình rồi sao? Bão nó vào sao mà à, rồi đang xem ok và đang chạy rồi. Chúng ta sử dụng hóa đơn dịch vụ để xuất hóa đơn cho công trình. Ok các bạn nhá. Ở đây chúng ta nói là ở đây các bạn nhìn thấy chúng ta thêm mới cái đi. Có vẻ mạng lắc đấy nhở, đúng không? Đang đang chạy chứ. Ở đây để làm về giá công trình ấy chúng ta sử dụng cái hóa đơn dịch vụ này nhá các bạn. Đây này. Đây, các bạn tích vào đây. Đây. Rồi ok. Thì ở đây cái hóa đơn này ấy, thì chúng ta nhìn thấy là tôi đã lập sẵn cái này rồi. Nhưng mà nó lại nằm vào 31 tháng 7 của công trình là công trình 01. Đấy, bây giờ tôi sẽ sửa lại tí nhá. Lập mới thì cũng như sửa thôi. Đây chúng ta là 3101 đi. Ở đây này là doanh thu này các bạn nhìn thấy này, doanh thu cung cấp dịch vụ nhá. Ở đây là chỉ để khoảng 100 triệu thôi, đúng không? Nhiều quá. Tiêu này. Thì các bạn nhìn thấy là trong cái khi tổng hợp số liệu của kết chuyển lãi lỗ ấy, thì lý do tại sao lý do tại sao nhá, lý do tại sao lại lại là ở đây là lý do tại sao các bạn lại thấy là nó chưa lên cái đây phân tích một tí này, doanh thu công trình đã có nhưng tại sao chưa lên bảng giá thành đấy. Ở đây tôi giải thích nhá. Rồi xóa cái này này. Rồi ghi cho các bạn cụ thể này. Doanh thu công trình chỉ lên bảng giá thành công trình khi nào? Khi đã kết chuyển lên 911. Câu hỏi tại sao? Tại sao? Đấy nè. Các bạn biết này. Quá trình kiểm tra phải thanh tra có thể bị giảm doanh thu. Đúng không?
có thể có điều chỉnh, nên doanh thu trên bảng giá thành chỉ lên phần chuyển lên 911, gọi là xác định kết quả kinh doanh. Vậy nên các bạn lưu ý này, làm rồi nhưng mà nó chưa lên bảng giá thành đâu. Đây này, các bạn nhìn thấy nhá, chúng ta có doanh thu 511 rồi của công trình rồi đúng không, nhưng nó chưa lên bảng giá thành. Đấy, các bạn nhìn thấy không, phần cái cột doanh thu này nó chưa hiện lên này, cột doanh thu này nó chưa hiện lên, cột nghiệm thu nó cũng chưa hiện lên. Bây giờ chúng ta nhìn này, ở công trình 01 là tổng chi phí là 324 triệu, chúng ta sẽ nghiệm thu cái này 100 triệu theo doanh thu, nghiệm thu này 100 triệu theo doanh thu nhá. Lấy số liệu đây, các bạn chọn nghiệm thu mỗi thằng này thôi, thằng này ví dụ chúng ta nghiệm thu 90 triệu, cái doanh thu của chúng ta chỉ có chừng đó thôi. Rồi, nghiệm thu đến ngày hôm nay nhá, chúng ta chọn này, đưa lên đây là 1542 nhá các bạn, 632 này là 632 dịch vụ. Ok, các bạn chịu khó định khoản một tí nhá, ở đây là phần nghiệm thu công trình. Ok, bạn nhìn thấy không, đối tượng nào chi phí ở đây là cụ thể rồi. Sau khi chúng ta nghiệm thu, chương trình sẽ thông báo là tạo ra một cái chứng từ chung để hạch toán. Rồi, chúng ta kết chuyển lãi lỗ này. Khi các bạn kết chuyển lãi lỗ thì các bạn đây này, cái hay ở kết chuyển lãi lỗ là 632 và 511 sẽ tự theo công trình mà không cần bận tâm. Đấy, các bạn nhìn thấy không, nó hay ở chỗ đấy. Các bạn nhìn thấy không, 511 nó đập luôn vào phát là ở đây công trình đối tượng chi phí này đấy. Đấy, thấy chưa? Thấy chưa? Các bạn nhìn thấy không? Có luôn là cái này, doanh thu này. Đấy. Thì nếu như mà chúng ta là ví dụ cho các bạn thêm tí nữa nhá. Các bạn thấy này. Đấy nhá, các bạn nhìn thấy là nó lại như thế đúng không? Ở đây chúng ta làm thêm một cái công trình nữa, vẫn là ban quản lý ngành xây dựng này. Đấy. Tôi cứ ví dụ nhá, 3101 rồi, ok. Ở đây chúng ta chọn là doanh thu công trình. Bỏ qua hết cái phần thuế các bạn nhá, tôi làm ở đây nhá. Ở đây ví dụ 20 triệu, 22 triệu đi. Rồi chúng ta lưu này. Thì các bạn nhìn thấy cái phần kết chuyển nó có sự khác biệt ngay. Kết chuyển lãi lỗ này. Xóa cái này đi, đúng không? Đấy, 3101. Ồ, vẫn thiếu, chúng ta còn thiếu cái gì? Hóa đơn bán hàng, đây rồi, ok. Hóa đơn bán hàng 22 triệu. Chúng ta thiếu là doanh thu này là doanh thu công trình nào? Nó sửa này nhá. Đây, chúng ta thiếu doanh thu công trình này. Đây, chúng ta phải chọn công trình. Rồi, công trình 03 đi. Rồi, ok. Các bạn nhìn thấy cái hay ở đây này, là cái tổng hợp này nhá, cái chuyển lãi lỗ này ra cái chuyển này. Các bạn ấy nhìn thấy này, 3101, các bạn nhìn thấy không, nó tách 511 lên 911 này, cho hai công trình, thằng 22 triệu và thằng 100 triệu luôn. Nó định khoản cuối kỳ cho các bạn, và ở đây nó tự động tính luôn thuế thu nhập doanh nghiệp. Các bạn nhìn thấy không, doanh thu 100 triệu, 122 triệu đấy. Chi phí nhân viên quản lý rồi. Rồi, chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp đây rồi, định khoản luôn các bạn. Không phải làm cái gì cả, ấn lưu, đưa về 4242 luôn. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Thế thì lúc này giá thành đã lên đầy đủ. Đây, phân tích giá thành công trình, ok. Lần này thì nó rõ ràng là có lãi và lỗ rồi, đúng không? Ok, các bạn nhìn thấy chưa? Tháng này được nghiệm thu 90 triệu, doanh thu 100 triệu, thuế 10 triệu, lãi 10 triệu, ok. Thằng này có doanh thu nhưng mà lại không nghiệm thu đồng nào cả, thế là nó vẫn là lãi 22 triệu. Các bạn nhìn thấy không?
rất là rõ ràng, cụ thể. Bây giờ chúng ta xem bảng cân đối phát sinh một tí. Ra xem. Ồ, ngon thế, đúng không? Từ đầu năm đến đầu 9 đã hết số dư. Đúng không? À, tí anh điện lại. Mẹ. Rồi, thế bây giờ còn một cái nữa, còn một cái này. Trong hệ thống báo cáo công nợ, các bạn nhìn thấy có một chủ đầu tư mà lại công nợ hai công trình. Đấy. Làm thế nào để có cái sổ chủ đầu tư công, cái sổ công nợ chủ đầu tư theo từng công trình? Đấy, các bạn nhìn thấy không? Làm thế nào để có? Đây là một câu hỏi lớn. Các bạn mua phần mềm thì các bạn cứ nhìn thấy là mua thế thôi, nhưng mà đến lúc về vào một ông ban quản lý dự án nợ mình từng công trình là bao nhiêu, thế mới khó, đúng không? Trong khi đấy chúng ta đã có hai cái hóa đơn cho cùng một đối tượng. Đây là tên khách hàng, đúng không? Và hai thằng này là rõ ràng là khác nhau ở tài khoản 1 và 1 hết. À, chúng ta làm thế nào? Tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thức nhỉ. Rồi. Tổng hợp công nợ phải thu mẫu quản trị à? Ok, chúng ta thử cái này nhé. Đây tháng 1. Ok. Và chọn tất cả. Ok. Chúng ta kéo ra sau một tí xem. Đây rồi, công trình đã có rồi. Đấy rồi, ok. Các bạn nhìn thấy nhá, chúng ta ẩn hiện cột, kích chuột phải ở giữa màn hình này, ẩn hiện cột này. Bỏ bớt nhóm khách hàng đi, loại khách hàng đi, mã thống kê bỏ hết, khoản mục chi phí bỏ luôn, không cần, số hợp đồng bỏ luôn, tên hợp đồng. Để mỗi đối tượng tập hợp chi phí lại nhá. À, mã nhân viên, tên nhân viên này, mã vận chuyển, người vận chuyển này, loại tiền này, số dư đầu kỳ có này, bỏ đầu kỳ này, phát sinh nợ này, phát sinh có này, lý kế bỏ hết nhá, giảm trừ doanh thu không cần này nhá, dư nợ cuối kỳ có cuối kỳ, ok, chúng ta chọn đồng ý. Các bạn nhìn thấy không? Ôi giời, ngon thế, đúng không? Các bạn đã hình dung ra công nợ từng công trình. Thế bây giờ tổng là thế nào? Nào, đấy, các bạn nhìn này. Các bạn gấp cái cột tên cái chàng này lên đây, chúng ta nhìn thấy không? Công nợ đã cụ thể là của ban quản lý ngành xây dựng này, hai công trình này, nhìn thấy không? Đấy. Rất rõ. Và ở đây là 132 triệu là tổng của ông này, nó cứ list xuống thế này. Các bạn nó lưu báo cáo tổng hợp công nợ chủ đầu tư theo công trình. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đồng ý. Ok, các bạn lần sau các bạn mở ra là có nhá. Ok, bây giờ chúng ta vào mở lại này. Đó, cứ thế các bạn chọn đồng ý. Đây, các bạn nhìn thấy không? Nó đã có sẵn thế này rồi. Ok, bây giờ chúng ta vào tí nữa về số dư đầu kỳ công nợ. Làm tí nhỉ. Nhá. Ban quản lý dự án chủ đầu tư tài khoản 131. Ok, địa chỉ số dư nợ. Chúng ta ví dụ như đây là 20 triệu đi. Đấy, nhân viên chúng ta chọn đối tượng tập hợp chi phí này, nhìn thấy không? Công trình nào? Công trình này. Ok. Bạn nhìn thấy không? Các bạn thêm dòng này, thằng này. Rồi, ok, thằng này 10 triệu.
của công trình 03 rồi, ok chúng ta lưu lại. Ok bạn nhìn thấy nha, tổng bên chỗ số dư tài khoản này 131 đã sang đây là 30 triệu, nhìn thấy chưa? Bên chi tiết công nợ của 131 của thằng ngành xây dựng này có 20 triệu vào đây của hai công trình. Chúng ta vào lại này, nhìn cái biết ngay nó đẹp đến mức nào đó, các bạn. Càng theo dõi càng nhiều mình càng có hứng để mình hướng dẫn cho các bạn cách thức làm. Các bạn nhìn thấy không? Nó rất là ngon lành, ra luôn, in luôn. Đấy. Này còn gì đẹp hơn như ngày hôm nay, trời sắp bão đến nơi rồi. Các bạn có thể chọn tệp này, xuất khẩu này. Đấy, Excel này. À đấy, Excel, ví dụ Excel file đây luôn, hướng dẫn cho các bạn cách thức làm tí cho nó thành một tệp. Ok. Chuyển ra luôn. Đấy, ok, document. Mở luôn. Đẹp luôn các bạn nhá, có một cái báo cáo đẹp luôn. Đấy, đây là file Excel này, các bạn có thể chỉnh sửa bất cứ cái gì các bạn muốn. Đấy, thấy chưa? Có tổng vật sinh công nợ này rất nhiều, rất đẹp. Đấy, bổ sung chưa? Rất tuyệt vời đúng không? À, còn gì vướng mắc nữa? Các bạn comment hết cái mô hình sản xuất nào các bạn này. Hẹn gặp lại các bạn này. Hẹn gặp lại nhá, hẹn gặp lại nhá, viết màu chữ đỏ này. Hẹn gặp lại này. Hẹn màu ở đây màu đỏ này. Hẹn gặp lại lại vào liver sáng mai. Ôi nhưng mà sáng mai không biết là có trời bão có làm được không nhỉ. Sáng mai mà bão mà vào thì không internet nó chập chờn thì không làm được đúng không? Làm kế toán tổng hợp cho một công ty bao gồm các lĩnh vực: một sản xuất, phẩy hai xây dựng, phẩy ba thương mại, phẩy bốn xuất nhập khẩu. Còn cái gì nữa các bạn làm nốt, ghi comment nốt cho mình, làm nốt trong một công ty luôn, trong một bộ dữ liệu một công ty luôn, lên tổng hợp dữ liệu của cả cái công ty này luôn. Có ai comment cái gì nữa không? Chân thành cảm ơn các bạn. Các bạn đã theo dõi. Rồi, ok. Thank you Vinamilk. Các bạn like và chia sẻ trang nhá, like và chia sẻ trang để nhiều người học. Rồi, ok. Có bạn Lê Thảo cảm ơn. Thế chắc là phải kết bạn cái nhỉ. Lê Thảo đâu? Sao lại rồi, ok, rất cảm ơn bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.